2022 rồi, 23, 24 không cần biết, nhưng mà vẫn duy trì cái truyền thống nấu bằng củi. Thấy nguyên một đống củi nè. Dạ đúng rồi, à, đống củi chung bằng củi không? Mấy nó cực nhưng mà cái nước súp xương nó ngon, nó mềm là nó mềm từ từ. Xin chào, kính chào tất cả quý giả của Đồng Hương. Đến với là chương trình Michael Hòa Phiêu Du Ký. Ngày hôm nay quý vị và chúng tôi đang có mặt ở tại ấp Việt Kiều, tỉnh Đồng Nai. Nhưng ở đây đặc điểm là có một cái tiệm hủ tiếu khá là hấp dẫn và khá là lạ. Lạ ở đây là mấy chục năm trời nấu hủ tiếu hầm xương bất cứ cái gì bằng củi, không dùng bếp ga, không dùng bếp than hay là gì khác hết, mà dùng củi để nấu hủ tiếu. Không biết là cái hủ tiếu này nấu bằng củi nó khác như thế nào, nó ăn hấp dẫn như thế nào. Nhưng mà đã có mặt ở trên tỉnh Đồng Nai này, ở ấp Việt Kiều này mấy chục năm rồi. Và cái lạ ở đây lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao cái này gọi là ấp Việt Kiều. Mời tất cả quý vị vào bên trong chúng ta. Chào hai anh. Chào chị. Chào chị. Chào chị. Chào chị. Quán Hương. Quán Hương, hủ tiếu Hương. Hủ tiếu Hương khác lạ, các hủ tiếu khác là nghe nói là nấu bằng củi luôn. Dạ. Nãy giờ chưa biết tên tuổi. Đây là biết là Út thôi. Đây là Út Hoàng. Đây là Út Hoàng. Tên Hương. Hương. Nhưng mà bây giờ thời tân tiến cực quá. Tại sao dùng bằng củi không vậy? Nó đồng ý nó cực nhưng mà cái nước súp xương nó ngon. Vậy nữa. Dạ. Nó ngon, nó khác cái dạ, gà như thế đúng nào? Đúng rồi đó, nó mềm là nó mềm từ từ. À, dạ còn à. Cái kia là mình nấu điện, nấu ga này kia là nó mềm mềm dội lắm, nó cái không có cục xương nó mấy gì thấm ngon. Nên nó không thấm vô dòng nó ngọt. Vậy dạ, nên nó không có hôi cái mùi củi sao? Dạ không. Nó không. Nó còn ở đây là con nấu cái nồi này là lâu lắm rồi đó, mấy chục năm rồi đó. Ông, ông khói đi ra ngoài. Ở đâu có khói đâu. À, mấy chục năm rồi. Quán này là chắc quán trên này bán hồi bà già xưa từ trên miên xuống giờ bán luôn á, bán đường ủy tới giờ. Năm 80 mấy là bán tới giờ luôn. 80 mấy là mấy chục năm rồi. 89 rồi. Trên 40 năm rồi. Trên 40 năm rồi. Dạ. Cũng là trên ông anh bà chị bán rồi giờ tới dâu Út vô bán, con này là con trai Út. Vậy là gần cái tuổi mà Michael Hòa đi Mỹ rồi. Dạ. Đi Mỹ 47 năm rồi đó. Dạ. Bán đó về anh Miên về có 7 tuổi mà bữa nay 57 tuổi rồi. 57 rồi. 57 rồi, sắp vô. Nhưng mà rồi. Cái duyên nó sao mà tự nhiên cái này là ấp Việt Kiều. Dạ không, cái ấp Việt Kiều này là cũng như cái người ở trên Miên về. À, dạ, ở một cái ông Cha Lực. Ông Cha Lực cũng về đây là ở một cái đúng khu vực rồi, này. Dạ. Vậy là có lý rồi, tại giống như là ở ranh giới Tây Ninh đó vậy không? Dạ, dạ, dạ. Cũng có đúng cái xóm Việt Kiều đó dạ, không? Dạ. Rồi bây giờ bữa nay lại có Việt Kiều Mỹ nữa không? Dạ. Giờ nói chúng là nhầm cái Việt Kiều mà tại này Việt Kiều Campuchia. Việt Kiều Mỹ ăn hủ tiếu Mỹ Tho chứ còn này hủ tiếu Nam Giang. Dạ. Hủ tiếu Nam Giang là người ta ăn đó, con nói là gần Campuchia, mới tới Tây Ninh nè. Mới tới Tây Ninh nè. Cái hủ tiếu Nam Giang á thì trước giờ người ta cũng tranh chấp dữ lắm. Dạ. Hai cái phát biệt giữa Nam Giang và Campuchia, anh xin lỗi, và Mỹ Tho, đúng không? Dạ. Nhưng mà bữa nay cái khác biệt ở đây là rất là lạ, rất là bắt mắt, là thấy nguyên một đống củi nè. Dạ đúng rồi, chung củi không? Nguyên đống củi, chung mừng củi không? Dạ. Mà củi mình dùng củi gì hay là củi nào cũng được? Củi cà phê, củi xà cừ gì thì người ta đem củi nào lại thì mình mua củi đó mình dùng. Vậy nữa? Miễn là củi nào cháy thôi. Củi nào cháy là mình dùng. Dạ. Thì cái củi này á là cũng phải kỹ lắm rồi nghe. Dạ. Nhìn vô trong này thì mình thấy là gọi là cái ga thì mình còn lên xuống được chứ củi sao mình lên xuống được. Chứ đâu, chừng nào đơn mỏng mỏng vô là cháy quần, tại nó sôi nè, sôi đang sôi. Đang sôi rồi đó. Cũng như là bác cảm thấy cái nồi này được, củi đừng có đưa ra ngoài này nữa mà mình đưa đút vô trong. Nó có 3 công đoạn. Cái thứ nhất là nung cái này. Dạ, dạ, rồi xong cái đưa vô bên trong này. Dạ, dạ, dạ. Cho nên là cái lò này cũng là cái đặc biệt rồi. Dạ, dạ. Chứ còn mình nấu cái lò ga đó thì mình nấu một lò dạ, thôi à. Dạ, dạ, tôi có đưa rồi. Qua đưa lại chứ cho nó mệt dạ, vậy. Dạ, dạ. Nhưng mà cái sáng kiến này là từ thời ông nội ông ngoại hay sao? Dạ đúng rồi đó. Từ cha đó. Từ đời mẹ. Từ đời mẹ. Dạ. Có ông thợ xây lúc đó mình kêu ông xây
đừng có cho khói. Cái ông đó giờ ông cũng già, ông xây theo kiểu này. Bây giờ mình lấy cái ni nó từ cái đó đà làm cái đà tới bây giờ luôn. Bán hồi xưa là đâu có tên đâu, ở trước này có cái điệp, rồi người ta lại ăn người ta nói sao mà cái quán này không có cái tên, cứ kêu quán cái điệp, cái điệp. Rồi, thiếu cây điệp. Còn bây giờ hạ cây đó rồi, cái sau này mới dựng cái bảng lên lấy tên Hương, bà xã tên Hương, lấy hữu Tiểu Hương là lúc đó huyện về đó, huyện về bữa nay là chắc 30 năm có đó. Đổi huyện Xuân Lộc về tách Xuân Lộc. Nhưng mà cái ấp, cái tên ấp Việt Kiều vẫn để nguyên sinh. Bây giờ là ấp Việt Kiều. Ấp Việt Kiều không là... Bây giờ ở đây người Khmer còn nhiều không? Giờ bán đất đi nhiều lắm chứ, đi tứ xứ, nói chung là đi chứ làm ăn vậy nên số nồi dạ giờ cũng mắc hết rồi. Bây giờ cái hủ tiếu này có người Khmer vô họ ăn, họ có nhận diện ra ngay lập tức là hủ tiếu Nam Giang không? Dạ có đó, luôn tại vì mình lấy cái tên Nam Giang. Dạ đúng rồi, dạ, mấy có là... mấy người mà ở trên miên về á, có bà con đây là lại đây ăn không? Lại đây ăn không? Dạ. Là họ cứ tưởng là họ đang ăn ở bên Nam Giang. Dạ đúng rồi đó. Ok vậy là được rồi, vậy mình sẽ thử. Tại dạ. Cái góc ở chợ mà, cái góc bà già bán ở chợ mà, cái góc bà hồi xưa bà bán ở chợ. Như vậy cô có biết nói tiếng Khmer không? Tụi con thì không biết. Không biết. Về tới đây là 7 tuổi, mới có 60 tuổi. Coi như là những người này là cũng là những người Việt Kiều hồi hương từ từ Campuchia. Cho nên là về Campuchia chứ không phải Việt Mỹ nha. Việt Mỹ là ngon đó. Nếu mà Việt Mỹ là ngon. Sao ngon được đấy, là Việt Mỹ cũng đi làm giờ này còn đi làm nè. Sao ngon được. Nói cho đùa cho vui vậy, Việt Nam ở đâu cũng vậy, cũng phải đi làm hết đó. Đúng không? Nhưng mà rất là vui là để mình chia sẻ cái món hủ tiếu này để mà mình đưa ra cho gọi là quảng bá đó. Cho tất cả bà con khắp nơi. Đi về đi ngang qua đây phải ghé qua quán Hương để ăn, để mà thưởng thức là hủ tiếu nấu bằng củi chở nguyên thủy, không có gì gọi là ấy đó. Thứ nhất là nó mình tiêu thụ được cái loại củi này, là bất cứ củi gì cũng được hết, đúng không? Thì bây giờ mình cho một cái hủ tiếu, bây giờ chị Hương chị khuyên là ăn hủ tiếu gì này? Nước hay là khô? Cái đó thì bây giờ hỏi chủ à. Theo ý thích của anh thì cái nào nó cũng ngon hết á. Cái khô nó cũng có đặc biệt của cái khô. Ăn cái khô xong mình chạy ra vòng vòng đó bụng chạy vô ăn cái hút sao ta. Vậy giờ anh thưởng thức đây hai thứ, cái khô cái nước. Chọn nhìn ăn khô ngẩn nước. À thì anh nhìn bụng nào sẽ ăn cho hết được. Bây giờ nói sao nói bây giờ thật sự ra đó. Nếu mà ăn khô á là không thưởng thức được cái nước. Mà cái nước ăn khô. Khô là cũng có một chén nước riêng. Ok, vậy thì vậy thì cho một tô hủ tiếu khô. Dạ. Rồi, mình thử một tô hủ tiếu khô. Mời tất cả quý vị của chúng tôi thử hủ tiếu Nam Vàng chính gốc nấu bằng củi 2022 rồi, 23, 24 không từng biết. Nhưng mà vẫn duy trì cái truyền thống nấu bằng củi, chứ không bằng ga hay là bằng một máy điện gì cả. Nhưng mà vẫn có cái lò ga sơn cua. Nấu bò kho. Rồi còn hủ tiếu thì đây đây là cái cách cách chủng chậm lại chị Hương. Chậm lại để coi thôi. Để cái dạ dạ. À, đây là đúng rồi, người ta nói là đồng vợ đồng chồng phải không? À, vợ thì làm tô hủ tiếu, còn chồng thì lúc múc chén nước lèo. Yeah. Sáng cách đông có gì này quẩn vỡ chứ sáng cách đông. Bây giờ là mình hên á, là mình vô lớp lúc này đúng không? Giờ 8 giờ, chưa 9, 10 giờ quẩn rồi, nó cao điểm là lúc điểm tâm sáng á chú. Rồi là cái người trong nhà đi làm hết. Ngay người nhà không à, chứ đâu có mướn ai. Yeah. Đó gửi em vợ em gì làm thôi. Chứ Hồi nãy giờ mình đang nịnh để mình xin vô làm mà nó không mướn ai hết. Đang là người nhà không? Chắc là ăn hủ tiếu rồi lát nữa là nhận làm người nhà luôn để để như vậy về chạy bàn mà này cũng về chạy bàn ở đây chỗ này quán rộng nè, rộng mà mát mẻ rồi thoải mái nè, rồi kêu cái tô hủ tiếu là ra cái tô hủ tiếu liền, ra thưởng thức liền coi sao.